Vườn Hùng Anh CZ xin chào các bạn nha. Xin chào các bạn. Trong câu chuyện hôm nay, Vườn Hùng Anh CZ gửi tới các bạn bộ sưu tập về loài hoa cẩm tú cầu. Loài hoa cẩm tuyết cầu đã gửi tới các bạn rồi, có phải không? Hình như đã gửi tới các bạn cả phần 1 và phần 2. Và các bạn đang thăm đây là những bụi cẩm tú cầu khá lớn và với màu sắc tím lung linh này các bạn này, là hai bụi cẩm tuyết cầu ở cái góc tiểu cảnh này trong vườn Hùng Anh CZ. Và những bụi cẩm tú cầu này đã được 10 năm rồi các bạn nha. 10 năm rồi. Vườn Hùng Anh CZ đã từng kể với các bạn câu chuyện vào dịp cuối thu năm 2020. Cũng trong cái vườn hồng này thì ở góc tiểu cảnh này có những bụi cẩm tuyết cầu. Lúc đó là hoa nó tàn rồi, vì là cuối thu. Vườn của anh CZ dọn vườn và chia sẻ với các bạn cách cắt những bông hoa cẩm tuyết cầu, cắt những cành cẩm tuyết cầu thì đến đâu. Thì đó là câu chuyện chia sẻ với các bạn của cuối năm 2020. Bảo vệ cây hoa cẩm tú cầu, nếu vườn của anh CZ có nói nhầm chữ cẩm tuyết cầu. Và đây là một màu đỏ, có phải không các bạn? Đỏ cờ cũng khá đẹp. Cây này năm nay không được sai hoa lắm các bạn ạ. Nhưng kế bên nó thì là cây màu tím, khá đẹp, khá lung linh. Và hoa cũng khá nhiều, có đúng không các bạn? Và trong bộ sưu tập về hoa cẩm tú cầu, một loài hoa đáng yêu và rất bền, rất đẹp này, thì vườn của anh CZ sẽ chia sẻ các bạn thêm một hai bụi nhỏ cẩm tú cầu nữa nha. Và bây giờ mời các bạn thăm những bụi cẩm tú cầu tiếp theo trong vườn của anh CZ. Trong góc tiểu cảnh này thì đây cũng là một bụi cẩm tú cầu tím các bạn nha, trong vườn của anh CZ. Và cây cẩm tú cầu này có khả năng là cây thân lùn các bạn ạ. Cây thân lùn, cây này thì không phải là cây đã 10 năm tuổi các bạn nha. Cây này mới là cây 5 năm tuổi thôi các bạn ạ. Khoảng đấy, vườn của anh CZ không nhớ kỹ chính xác lắm, khoảng 5-6 năm tuổi thôi. Nhưng mà cây này hình như là cây thân lùn, đã chia sẻ các bạn rồi. Cẩm tú cầu thì có rất nhiều màu, rất nhiều màu, rất nhiều màu hoa, nhưng nó phân ra làm hai loại, một loại cao và loại lùn. Thì cây này, bụi này hình như là bụi lùn các bạn nha. Nằm bên cạnh vườn hồng của vườn của anh CZ, là vườn hồng cổ đó các bạn nha. Vườn hồng 10 năm tuổi thì ở góc này có thêm một bụi cẩm tú cầu nữa. Và vườn anh CZ sẽ mời các bạn thăm tiếp một bụi cẩm tú cầu khác nha, trong vườn mới vườn của anh CZ. Trong câu chuyện về loài hoa cẩm tú cầu ngày hôm nay, vườn Hùng Anh CZ sẽ mời các bạn thăm một bụi cẩm tú cầu tiếp theo. Và để chia tay các bạn trong câu chuyện ngày hôm nay, thì vườn của anh CZ sẽ mời các bạn thăm một cây cẩm tú cầu. Bụi cây này cũng nhỏ thôi các bạn ạ, mới được 3 năm tuổi. Và ở trong khu vườn mới của vườn anh CZ, 3 năm tuổi rồi mới được bằng chứng đây các bạn nha. Và như câu chuyện nào đó tôi đã chia sẻ với các bạn ở trong năm 2020 về cách cắt và bảo vệ những cây cẩm tú cầu, thì được phân ra tạm thành hai loại, một loại cao, một loại lùn. Và hàng năm chúng ta chỉ cắt những bông hoa đi thôi, đến phần dưới cuống của bông hoa khoảng 3-4 đốt thì cây hàng năm sẽ đâm hoa. Nếu các bạn cắt đi mà nó không đâm hoa thì các bạn đừng cắt nữa, chỉ cắt hoa thôi, không cắt xuống 3-4 đốt nữa, và chờ năm tiếp theo. Năm nay vườn của anh CZ ở vườn cũ, trong phần đầu của câu chuyện để các bạn thăm, thì những cây cẩm tú cầu năm nay hoa cũng không được thật là sai. Thời tiết ở vùng vườn của anh CZ năm nay, phía đông của châu Âu, nhất là vùng của vườn của anh CZ sống là miền Tây Cộng Hòa Séc, khá lạnh các bạn ạ. Và trong vườn mới của vườn của anh CZ, khu vườn mới, thì năm nay không có nhiều hoa cẩm tú cầu các bạn nha. Xin hẹn dịp sang năm để gửi tới các bạn. Và câu chuyện ngày hôm nay về loài hoa cẩm tú cầu, hy vọng nó cũng một phần nào đó hữu ích để gửi tới các bạn. Kính chúc các bạn nhiều sức khỏe, kính chúc bạn nhiều niềm vui. Hẹn gặp lại các bạn trong các câu chuyện sau. Một lần nữa xin kính chào các bạn.
Bye bye.